À, dùng sản phẩm như nào thì bà tên là gì ạ? Tôi tên là Nguyễn Thị Đám. Trước khi tôi chưa dùng sữa này thì tôi bị suy thận giai đoạn 3. Thế đến bây giờ tôi dùng sữa thì tôi cảm thấy sức khỏe của tôi là tiến bộ. Và 2 tháng nay tôi phải đi, không thể đi truyền máu nữa. Vâng, tức là trước kia là cứ phải truyền máu à bà? Trước kia là phải truyền máu. Vâng. Thế vừa rồi tái khám là bác sĩ bảo là cải thiện, không được truyền máu nữa. Bác sĩ bảo tốt rồi, không khá hơn mọi lần. Vâng. Thì cứ cải thiện như thế là tốt. Đấy, thế là may mắn là bà lại biết đến cái sản phẩm sữa non Alpha Lipid của New Zealand. Bây giờ tôi vẫn cứ tiếp tục để uống sữa. Đúng rồi, tiếp tục uống sữa. Vâng, sau con xin bà cái chụp bà cái đấy, cái sau là anh